Mỗi vị thánh đều có một phong cách, lối sống đặc thù riêng biệt. Thánh vì được Chúa chiếu dọi xuyên suốt con người, được Chúa biến đổi không ngừng để con người ấy trở nên giống hệt như Chúa qua những nhân đức mà người đã sống và đã truyền dạy. Nói như Thánh Phaolô Tông Đồ, hãy mặc lấy Đức Kitô. Thánh Augustino đã cởi bỏ con người cũ và đã mặc lấy chính Đức Kitô. Cuộc đời của Ngài đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó. Để tỏ tường về tấm gương Thánh Augustino, chúng ta mừng kính hôm nay kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe đôi điều về cuộc đời của người. Augustino xuất thân từ một gia đình điền chủ nghèo thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria, một nước tại Bắc Phi. Patre, cha của Augustino, vẫn chưa chịu bí tích rửa tội, còn mẹ ngài là thánh nữ Monica đã là Kitô hữu. Thời còn nhỏ, Augustino đã đón nhận những nghi thức ban đầu của người dự tòng và sống hạnh phúc cùng với các anh chị của mình. Nhận thấy Augustino sáng trí và có nhiều triển vọng nên hai ông bà đã quyết định cho ngài theo đuổi việc học tới cùng. Nhưng tại kinh thành Catri, Augustino bị tiêm nhiễm bởi nếp sống trụy lạc sa đọa và chạy theo những tư tưởng lạc giáo trái nghịch với đức tin Công giáo. Mẹ ngài hết sức đau buồn và bà đã hằng cầu nguyện cho ngài. Sau những năm đắm chìm trong tà thuyết và lạc thú, Augustino chán ngán và đã rơi vào một tình trạng cô đơn, sầu muộn đến tột độ. Chính trong lúc ấy, Chúa đã đến gõ cửa lòng ngài, chỉ một câu thánh kinh: đừng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô nữa, mà hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô. Chính câu kinh thánh ấy đã khiến đời ngài chuyển hướng hoàn toàn. Ngài bắt đầu nghiên cứu giáo lý Công giáo theo sự chỉ dẫn của Đức cha Ambrosio ở Milan và ngài đã được rửa tội vào năm 387, lúc đó ngài đã 33 tuổi. Thánh Augustino đã trở lại Phi Châu sau khi người mẹ của ngài đã chứng kiến con bà lãnh nhận bí tích rửa tội và làm con của Chúa, làm con của giáo hội. Thánh Augustino đã sống nhiệm nhặt, ăn năn, sám hối trong một dòng tu. Thánh nhân được đề cử làm giám mục thành Hippon. Lòng nhiệt thành, sự khôn ngoan, sáng suốt và sự thánh thiện của thánh nhân đã làm cho giáo hội Phi Châu tiến triển rất nhiều. Thánh nhân đã viết rất nhiều và để lại các pho sách về thần học và chú giải thánh kinh rất có giá trị và nổi tiếng. Suốt cuộc đời làm giám mục của ngài, Thánh Augustino đã sống khiêm tốn, hiền lành và thực thi đức ái huynh đệ rất chân tình đối với các linh mục dưới quyền của ngài. Theo Thánh Augustino, viết sách là một trong những phương pháp truyền giáo ảnh hưởng sâu xa và bền bỉ nhất. Chúng ta không thể kể cho hết được những tác phẩm ngài đã viết. Ngay mấy năm đầu đời làm giám mục, ngài đã viết bộ Tự thuật bằng một lối văn hết sức sống động. Tác phẩm vừa kể lại cho chúng ta đời sống thân mẫu ngài là thánh nữ Monica và đời sống riêng của ngài, vừa gửi lên những lời ca ngợi cảm ơn và thống hối của một linh hồn yêu mến chân lý sau bao nhiêu ngày tìm kiếm. Hơn thế, nó còn chứa đựng nhiều tư tưởng thần học. Hai từ tự thú ở đây mang nghĩa kép. Trước hết, ngài nhìn nhận tội lỗi và những sai lầm của mình và tiếp đến, ngài đã tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa. Và từ năm 400, Thánh giám mục lần lượt cho xuất bản nhiều tác phẩm về minh giáo, huấn đức, thần học, chú giải kinh thánh và văn chương triết học. Thánh Augustino sống nhưng không còn là ngài sống nữa mà là Đức Kitô sống nơi ngài. Khi mọi sự đã hoàn tất, Chúa đã một lần nữa gọi ngài qua cơn bệnh trầm trọng và ngài đã qua đời vào ngày 28 tháng 8 năm 430 tại Hippo. Ngài đã được phong thánh bởi lòng ái mộ của con chiên và đã được giáo hội phong tước hiệu tiến sĩ ân sủng vào năm 1303. Ngài đã để lại cho giáo hội một kho tàng tài liệu, tuy đã bị hủy hoại đi nhiều do hỏa hoạn tại Hippo, nhưng cũng còn lại khoảng 100 cuốn sách, 240 lá thư và 500 bài giảng. Augustino đã thú nhận,
Ngài đã tìm cách để có được sức mạnh cần thiết để chiêm ngắm Thiên Chúa, nhưng Ngài không thể tìm được, cho đến khi Ngài tìm đến Đức Kitô, người trung gian giữa Thiên Chúa và con người, vì Ngài cũng chính là Thiên Chúa muôn đời. Chính Đức Kitô đã mặc khải: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Ngài là lời đã hóa thành xác thịt, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Qua đó, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự. Ngài có thể cung cấp cho chúng ta con cái của Ngài, chính là sự khôn ngoan. Khi đã cảm nghiệm được sự dịu ngọt và an bình của Thiên Chúa, Augustino đã đau đớn thú nhận những lời này: Còn biết Ngài quá muộn màng. Ôi sắc đẹp cổ kính nhưng luôn mới. Ngài đã ở trong con, nhưng con đã ở ngoài, và con đã tìm Ngài ở bên ngoài. Trong những xấu xa của con đã gieo mình vào những tạo vật do Ngài sáng tạo. Những tạo vật này, nếu Ngài không tạo dựng, chúng sẽ không bao giờ hiện hữu, ngăn ngừa con đến với Ngài. Ngài đã gọi, đã thét lên và đã phá vỡ bệnh điếc của con. Ngài đã chớp, đã chiếu sáng và đã làm tiêu tan sự mù lòa của con. Ngài đã thở hương thơm của Ngài trên con. Con đã hít lấy và khao khát Ngài. Con đã nếm thử Ngài và giờ đây con đói khát Ngài hơn nữa. Ngài, chính Ngài đã đụng chạm vào con và con đã tiêu tan trong bình an của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời Thánh Augustino là bài học kinh nghiệm cho chúng ta, nhất là những người trẻ biết rằng đừng mong tìm được sự thật của Thiên Chúa ngoài Kinh Thánh. Nói cách khác, nếu muốn biết các sự thật vĩnh cửu, chúng ta phải học Kinh Thánh. Muốn đến với Thiên Chúa, chúng ta phải ngang qua Đức Kitô. Một cuộc sống cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Đức Kitô sẽ giúp chúng ta am tường về Thiên Chúa. Như Thánh Thomas Aquinas nhận định: Tôi học được nhiều hơn hết từ thập giá của Đức Kitô. Đừng dại nhận ai là thần tượng của đời mình ngoài Thiên Chúa. Ngài là người có quyền tối thượng trên hết mọi sự và yêu thương chúng ta nhiều nhất. Lạy Thánh Augustino, xin cầu bầu cho chúng con để chúng con luôn biết trở về với Chúa. Xin cho chúng con ơn bình an và ơn cứu độ để chúng con luôn làm chứng cho Chúa phục sinh. Và xin cho chúng con ơn khôn ngoan như thánh nhân để chúng con chỉ làm tôi Thiên Chúa và tin tưởng cậy trông vào Chúa. Amen.